10 bí quyết cổ xưa để trường thọ. Nếu bạn muốn biết thêm những điều lạ lùng, thú vị và nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, thì hãy theo dõi kênh Dr. Đô Nguyên Thiếu Official. Sẽ chia sẻ những bài thuốc cổ truyền, những giai thoại, câu chuyện cuộc sống với các bạn tại đây mỗi ngày. Tôi chúc tất cả các bạn một cuộc sống hạnh phúc và mạnh khỏe. Trong thế giới rộng lớn kéo dài 5.000 năm, rất nhiều người mơ về sự bất tử, tìm kiếm phương thuốc bất tử, tìm kiếm trái cây bất tử và luyện chế đan dược. Kết quả là không ai có thể thoát khỏi số phận của cái chết. Mặc dù vậy, con người cũng đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú về chăm sóc sức khỏe, giúp tuổi thọ trung bình không ngừng tăng lên. Bây giờ, chúng tôi xin giới thiệu những phương pháp cổ xưa phòng bệnh và kéo dài tuổi thọ như sau. Chỉ cần quý vị thực hành sẽ có ích lợi lớn cho sức khỏe của quý vị. Những lời khuyên chăm sóc sức khỏe này rất đơn giản và dễ thực hiện. Tóm lại, có 10 lời khuyên. Hôm nay xin giới thiệu lời khuyên thứ nhất. Nuốt 300 ngụm nước bọt mỗi ngày sẽ sống đến 99 tuổi. Nước bọt là một chất lỏng trong suốt, được mệnh danh là nước của sự sống. Sinh mệnh chi suối. Chất lỏng do tuyến nước bọt tiết ra và chất nhầy do nhiều tuyến nhỏ tiết ra trên thành miệng trộn lẫn với nhau trong miệng để trở thành nước bọt. Người lớn bình thường tiết ra từ 1 đến 1 lít rưỡi nước bọt mỗi ngày. Theo phân tích trong phòng thí nghiệm, nước bọt chứa nước, enzyme, ure, vitamin B, protein gồm mucin và globulin, chất hữu cơ, axit amin, thiocyanat, ion kiềm và natri, kali, magie, canxi, amylase, maltose, enzyme, phospholipase, lysozyme, peroxidase và các chất khác. Lý thuyết của y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng sau khi nước bọt chảy ra từ thành miệng, nó sẽ đi qua đáy lưỡi, cổ họng và phổi đến gan, đi vào kinh thận, tích trữ trong đan điền, sau đó trở thành tinh và khí. Nó có tác dụng điều hòa lá lách và tăng cường dạ dày, làm ẩm lỗ chân lông, giữ ẩm cho tứ chi và 5 cơ quan nội tạng, tăng cường thận và bổ sung năng lượng, làm mịn khớp và bổ sung năng lượng cho não. Tôn Tư Miêu, Sân Xìm Nhỏ, một nhà y học thời nhà Đường, chủ trương súc miệng bằng nước bọt vào sáng sớm một lúc trước khi nuốt. Hoàng đế Càn Long đã sống thọ đến 89 tuổi, cũng tóm tắt bí quyết giữ gìn sức khỏe là nuốt nước bọt thường xuyên. Y học hiện đại tin rằng nước bọt có tác dụng cầm máu nhanh chóng, làm mềm và co thắt mạch máu, hòa tan vi khuẩn, tiêu diệt vi sinh vật, củng cố răng và thận, chống virus và hỗ trợ tiêu hóa. Trong những năm gần đây,
các học giả Mỹ đã phát hiện ra rằng nước bọt có chứa yếu tố tăng trưởng thần kinh và yếu tố tăng trưởng biểu bì, có thể thúc đẩy sự phát triển của tế bào thần kinh và tế bào biểu bì da. Viện Nghiên cứu Thực phẩm Nhật Bản nhận thấy nước bọt có thể loại bỏ các gốc tự do sinh ra từ oxy và thức ăn rất có hại cho cơ thể con người. Điều quý giá nhất là nước bọt còn có tác dụng chống ung thư cực mạnh. Nghiên cứu của các chuyên gia đến từ trường cao đẳng y tế thuộc Đại học Georgia ở Hoa Kỳ cho thấy aflatoxin 3,4 benzonitrite và nitrite có khả năng gây ung thư cao, sẽ biến mất sau 30 giây tiếp xúc với nước bọt. Họ cũng khuyến cáo rằng tốt nhất là nên nhai kỹ từng miếng cơm 30 lần. Vì điều này mà các học giả y tế trong và ngoài nước đã ca ngợi, nó là divine water, tức là nước thần, jade liquid, là ngọc lòng, rồi là mật hoa, là chất chống ung thư, vân vân. Lý Thời Trân, Lý Sứ Sơn, một chuyên gia y học cổ truyền Trung Quốc thời nhà Minh, đã ca ngợi nước bọt, gọi nó là chất lỏng thiêng liêng, nước thiêng, bột vàng và suối ngọt ngào của cơ thể con người. Cuốn Toát Yếu Dược Liệu, Bén Xảo, Tang Mô cũng ca ngợi nước bọt rất nhiều. Dưới lưỡi con người có 4 lỗ, 2 lỗ dẫn đến tâm khí, 2 lỗ còn lại dẫn đến dịch thận. Tâm khí chảy dưới lưỡi và trở thành nước thần. Dịch thận chảy dưới lưỡi trở thành linh dịch. Đạo giáo gọi là suối nước ngọt, tưới vào nội tạng và dưỡng ẩm tứ chi. Vì vậy, người đi tu nuốt nước bọt để tiếp khí, gọi là nước trong để tưới vào rễ thần. Thư viện bí mật của thuật bất tử, Shanshu Miku, có nói, nước bọt là tinh hoa của cơ thể, tụ lại, hỗ trợ chức năng của lục phủ ngũ tạng. Từ xưa đến nay, nước bọt được mệnh danh là nước của sự sống. Nghiên cứu khoa học hiện đại đã tiết lộ bí mật của nó. Hóa ra nước bọt có chứa các axit amin, mucin và globulin, amylase, lysozyme, peroxidase, catalase và các enzyme khác, cùng gần 10 loại vitamin, bao gồm kali và natri, canxi và các khoáng chất khác. Còn có thể tổng hợp những hormone rất quan trọng trong cơ thể con người, như hormone vỏ thượng thận, hormone làm tăng lượng đường trong máu, vân vân. Tuy hàm lượng ít, nhưng tác dụng rất lớn. Nó có thể thúc đẩy sự phát triển và phân chia tế bào, đẩy nhanh quá trình tổng hợp DNA, acid ribonucleic và protein trong tế bào, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của cơ, răng, mắt, xương và khớp. Lưỡi là mầm của tâm, kinh lá lách nối với gốc lưỡi và lan ra dưới lưỡi. Kinh thận cũng đi qua gốc lưỡi. Kinh gan chạy ở má và bao quanh môi. Và cách phát âm của cổ họng không thể tách rời khỏi khí phổi. Hoạt động của lưỡi còn liên quan đến kinh nhâm, nên người ta nói rằng chuyển động của lưỡi có tác dụng
bồi bổ tất cả các cơ quan nội tạng và là một phương pháp điều hòa nội tạng tuyệt vời. Rồng đỏ ám chỉ cái lưỡi trong miệng con người. Rồng đỏ. Biển ám chỉ khoang miệng của cơ thể con người. Cái gọi là rồng đỏ khuấy biển là dùng lưỡi khuấy động trong miệng sao cho nước trong cơ thể dâng lên miệng, qua tuyến nước bọt biến thành nước bọt, sau đó từ từ nuốt vào nhằm đạt được mục đích giữ dáng, chữa bệnh và kéo dài tuổi thọ. Trong lịch sử có nhiều truyền thuyết thần kỳ về rồng đỏ khuấy biển. Chi lóng chó hái. Theo truyền thuyết, vào thời Tam Quốc, có một người 100 tuổi tên là Hoàng Phù Long. Hoàng Phù Long có tai mắt sắc bén và thể lực cường tráng. Tào Tháo, một đại anh hùng của thế hệ, đã xin lời khuyên về nghệ thuật trường sinh. Ông ta nói, muốn kéo dài tuổi thọ thì phải dùng ngọc tuyền. Cái gọi là ngọc tuyền thực chất chỉ là nước bọt. Vào thời nhà Đường, vị bác sĩ nổi tiếng Tôn Tư Miêu Xuân Si Nhỏ đã ghi lại trong bài thuốc giữ gìn sức khỏe rằng xúc rửa miệng bằng nước bọt vào buổi sáng có thể chữa khỏi bệnh và kéo dài tuổi thọ. Mỗi sáng thức dậy, dùng lưỡi liếm và trà sát phần níu bên trong miệng, thực hiện 9 vòng tròn từ trái sang phải và từ trên xuống dưới. Sau đó, dùng lưỡi liếm phần níu bên ngoài 9 lần theo trình tự tương tự. Sau đó khuấy nước bọt bằng lưỡi và nuốt từ từ. Tô Đông Pha Su Đông Phò, một nhà văn thời nhà Tống, cũng cho rằng nước bọt có tác dụng khôn lường, hiệu quả gấp 100 lần so với uống thuốc. Vào thời nhà Thanh, Hoàng đế Càn Long, khi hơn 80 tuổi, vẫn áp dụng một trong những phương pháp bảo vệ sức khỏe của mình là gõ răng thường xuyên và nuốt nước bọt thường xuyên. Vì vậy, một ngày nuốt 300 ngụm nước bọt, sống đến 99 tuổi, không phải là lời nói suông.